chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Câu Cá Giải Trí của Trung Nguyễn. Thì hôm nay chủ đề thì mình sẽ có một cái clip về câu cá chuyên về cháo. Trước giờ anh em thấy mình câu bún rất là nhiều, nhưng mà câu cháo chưa thấy. Thì nhân tiện hôm nay mình cũng rảnh rỗi, cho nên là mình hôm nay mình sẽ câu bằng mồi cháo. Thì hôm nay cháo mình sẽ câu như thế nào và cách câu như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi cái clip của mình sau đây nhé. Thứ nhất hôm nay là mình sẽ câu cháo là cháo nước suối ha. Rồi. Rồi. Đó. Đây mình sẽ câu bằng cháo nước suối. Thường gọi cháo hương, nhưng mà mình cái hương của mình thì nó rất là cá ăn nhảy, mà nó không có ảnh hưởng gì, gọi là hóa chất hết vào trong cái chai nước suối này. Cháo thì mình sẽ sử dụng cháo trắng gió lam. Rồi, cháo trắng gió lam. Nay mình sẽ đi câu, mình sẽ chỉ cần bao nhiêu đây mồi thôi. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cách trộn cháo như sau nha. Rồi, đầu tiên là mình có bọc ha. Rồi. Sẽ cắt cháo ra. Đó, đúng rồi. Cái này anh em có thể là trộn vào nhà cũng được, hoặc là vô hồ mình câu mình trộn cũng được. Rồi, đều cạn suối lên. Điều được là một chai nước suối này là một bịch cháo là vừa luôn các bạn. Đó. Đó mình áo đèn trộn đều, thật đều đi. Trộn đều đi. Các bạn lưu ý là cái mồi cháo này là chủ yếu là mình câu một cá thịt nha, cá thịt cá bẻ. Đặc biệt các bạn lưu ý là cái mồi này, đặc biệt là cá chịu ăn những cái hồ ao tù, đặc biệt cá ao tù, cá bẻ hồ ao tù rất là chịu ăn cái mồi cháo này. Trước đây mình cũng muốn mình cũng câu trong ở công viên Thủy Riêng, cá cũng ăn mặn cái cháo này. Và hồ thứ hai là hồ Hội Ngộ, nói chung cũng nhiều hồ ăn chịu ăn lắm, đa số là cá bẻ. Và các bạn lưu ý cái tầm cá mà nó ăn cái cháo này đó, là thứ nhất á, nó ăn cái tầm mạnh nhất bắt đầu từ 12 giờ tới 2 giờ, xong rồi tầm 4 giờ cho tới 5 giờ và tầm 7 giờ tới 8 giờ. Cái mồi cháo này ăn cái giờ đó rất là nhạy. Mình cũng câu
rất là nhiều lần mình không hiểu tại sao những cái giờ đó thì cá nó lại thích ăn cái mồi này. Chưa có suy nghĩ được cái chuyện đó. Thì theo như kinh nghiệm như là mình đi câu á thì nhiều năm rồi. Thì mình nghĩ là cái tầm đó là suy nghĩ cái tầm đó, tầm mà ở ngoài nước hồ nước sông á nó lên nước cái tầm đó, nước lên tự nhiên. Thì cái giờ khoảng cái giờ đó thì mình nghĩ có khi là con cá thuận theo tự nhiên nó ăn cái tầm giờ đó thôi. Chứ chưa có cái nào mà chứng minh được, mà không hiểu tại sao mà nó cá này cứ thích ăn cái tầm giờ đó luôn. Sớm nó không ăn, trễ nó không ăn, nó ăn đúng cái giờ đó luôn. Cầu khỉ quá. Đây có hai cái thủ. Có hai hồ. Đấy, chị chủ hồ. Đó, hồ này có cá cha. Bên này cha với chim. Hôm nay mình sẽ câu 3 cây để thử. Để chụm cho đứng lên được. Chụm hai cục đứng lên. Hy vọng hôm nay sẽ có cá cho em xem.
nha anh em. Con này được á. Đó. Hugo, quay sát được không? Hugo. Được không? Hugo. Được á. Được á, cá lớn á. Đó, đó. Bây giờ là 5 giờ 25 phút, à 6 giờ 25 phút. Bây giờ là 6 giờ 25 phút. Chạy quá. Mạnh, cá mạnh. Cá bự ghê. Lạ quá. Anh chưa? Có thành quả rồi. Đó. Đã quá. Bó cái mắt nó, bó cái mắt giữa nó không. Bó cái mắt, bó cái mắt xuống nó dãy. Bó cái mắt trước. Rồi, đúng rồi. 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 5 cân nè. Cá tra bự nha. Con thứ hai nha. Hay quá ơi. Trời ơi, sảy luôn. Ôi, đen quá, nhìn mặt coi nào. Ôi, mày xui quá. Xui quá anh ơi. Anh ấy ơi, anh ấy xui quá. Ôi, đi về tắm nó bữa nha. Về tắm nó bưởi nha. Cứ coi ra. Rồi sảy lứa. Này đen quá, cầm cần thôi. Không được rồi. Cá lóc ơi.
quá anh Trung ơi. Đâu rồi? Chạy xuống cầu tóc kìa. Trời ơi. Đâu vậy? Dưới á, làm tú dưới á. Kéo đồ vô. Kỳ vậy? Còn không? Đó, đó nhiều có cạo, xình á. Được chưa? Bắt cá mà chạy kìa, trời ơi. ba chú hả ta, bốn chú xảy hai chú rồi. Cái này em bé nha, sát cá lớn nhỏ anh tất xíu xíu à. Ê. Rồi nhân tiện hôm nay thì mình cũng sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện về lịch sử câu cháo. Nếu mà những anh em nào mà câu có thâm liên mà đã câu từng câu ở hồ công viên Phú Lâm thì anh em cũng sẽ biết được lịch sử câu cháo như thế nào. Thì nhiều khi có các bạn không biết từ đâu mà có cái biết được là mình câu cháo nó cá ăn nó hiệu quả. Thì nhân tiện đây mình cũng kể cho các bạn nghe câu chuyện là rất là thú vị. Và một kẻ kia mình cũng đi câu vào trong hồ công viên Phú Lâm. Thì có tất cả anh em câu trong hồ khá là nhiều, khá là đông. Nhưng mà câu đủ các loại mồi, cơm dừa cũng có, cơm dừa bánh bao cũng có, cơm thiêu cũng có, bún cũng có, bánh mì, sandwich đầy đủ. Nhưng mà cá đó cũng ăn cũng tốc độ rất là chậm, nó không có ăn mạnh. Thế đang ngồi câu thì có hai người Đài Loan đi vào trong hồ câu. Thì họ chỉ có cần, họ không có cái gì ngoài mồi cả. Thế cái bác chủ hồ đó chỉ là cái chỉ là bịch cháo này nè, cứ lấy cái này là quậy vào rồi bóp mồi là cá nó ăn. Thì bác chủ hồ vô tình là chỉ cho cái hai cái anh Đài Loan đó, anh vào trong hồ công viên Phú Lâm đánh câu. Thế cuối cùng là cũng làm theo như là cái chỉ dẫn của cái anh chủ hồ bên công ty Phú Lâm. Thì cuối cùng là cứ ăn bóp xong cục mồi quăng xuống một cục là một con cá, quăng một cục cháo một con cá. Thì sau này là mình cũng uốn cái kiểu như vậy, cũng câu cái kiểu như vậy, chỉ có trộn không mà câu thôi thì nó cũng ăn. Nhưng mà sau này tiến hóa thêm là mình cho hương vị mùi vào và có một số những cái đồ để cho nó ngon hơn, cái mùi cháo nó ngon hơn, thì cá nó ăn rất là mạnh. Cho nên là nó có sinh dẫn ra là đó là câu chuyện đầu tiên của người câu mồi cháo đầu tiên. Nếu anh em nào mà có biết những cái ăn như là anh Tuấn Ná, gọi Tuấn Ná nè, Tuấn Ná thì anh ấy thường câu ở công viên Phú Lâm, những cái người kỳ cựu. Rồi anh Đẹp ở bên quận 7, quận 8. Một số những cái anh em mà câu rất là lâu rồi thì người ta biết được cái lịch sử câu cháo là như thế nào và câu chuyện bắt đầu câu cháo là như thế nào. Đó là cái câu chuyện là mình chứng kiến thực tế và bắt đầu từ đó là mình biết câu cái mồi cháo này đầu tiên. Sau đó mình đi nhiều hồ mình câu rất hiệu quả, cá ăn rất là nhiều. Cả cái cháo này là mình câu, mình nói chia sẻ thật với các bạn là mình lấy khá là nhiều giải và cái nhiều tiền về những cái cháo này. Thì nó cũng thực sự nó rất hiệu quả, những anh em nào nó phù hợp những cái hồ mà đi câu cá thịt á, hồ giải thì nhiều khi nó cũng hay xui, nhưng hồ có cá thịt đặc biệt cá bẻ thì rất thích ăn cái cháo câu kiểu cháo này. Và nhiều khi câu những cái mồi rất là ngon nhưng mà thực tế nó lại không ăn, nó lại ăn cái mồi này. Mình cũng nói đây, mình chia sẻ cho các bạn biết là nhiều khi những cái đồ ngon hơn, nhiều hơn chưa chắc cá đã ăn. Nó là như vậy. Thế hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn là không nên là cho quá đồ nhiều đồ ngon vào mà nghĩ là con cá ăn.
nhiều khi nó ăn rất đơn giản mà anh em cũng không biết được cái hiệu quả như thế nào đó. Thì hôm nay mình bắt đầu mình sẽ đi câu hồ Quang Thuận ở Bình Chánh, và mình sẽ thử cái mồi cháo này, và mình sẽ mua vô một cái số đồ của cái hương liệu của mình để mình câu cái con cá tra ở hồ Quang Thuận. Rồi xin mời các bạn sẽ xem kế tiếp. Rồi nếu mà các bạn mà cảm thấy mình chia sẻ cũng như hướng dẫn hay thì các bạn đăng ký kênh theo dõi, chia sẻ và cho mình những cái bình luận nào mà các bạn cảm thấy là nó hợp lý không hợp lý thì mình sẽ trả lời tranh thủ trong thời gian sớm nhất cho các bạn về cái cháo này. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn may mắn.